Các bạn có nghe chữ muối kiến là có thắc mắc là tại sao gọi là muối kiến không? Trời ơi, làm sao mà các bạn biết được? Cá lăng là một trong những loại cá mà Phạm Huy rất là yêu thích luôn. Không, rất là thích ăn á, chứ không phải là yêu thích nó lộn. À, coi nào, chuẩn bị chấm mà bỏ miệng nè. Nhìn gì? Từ từ á. Cuối cùng là món lẩu gà lá sâm. Thấy chưa, thấy chưa? Đó. Hello, hello mọi người, lại là Phạm Hy đây. Ăn nhiều đồ ăn ngon dữ quá, cho nên đợt này quyết tâm là phải quay lại sẽ ăn tiếp tục. Ăn chừng nào mà hết cái menu ở đây thì thôi. Này là mới mua, tại vì mới mua ở đây phải trong cái không gian này, trong cái không khí này thì phải mặc những cái bộ đồ này nè, chúng ta mới hòa quyện vào trong cái văn hóa ẩm thực của người dân Tây Nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua bên kia để gọi đồ ăn nha. Đi 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 đi, follow me, follow me. Ăn hoài luôn, trời trời. Nè, tại biết sao không? Tại vì cái đợt trước á, tới quán này á, mà ăn không có đủ món, về nhà ngủ bị ấm ức, khó chịu. Bây giờ quyết định là quay trở lại đây. Trời ơi, kêu những cái món đặc sản không. Đây, 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 đây. Nè, đầu tiên đó là đây. Món này là món gỏi tép. Đó, mọi người nhìn nè, mọi người nhìn nè. Đây là những con tép này á, là những cái con tép mà bắt ở ngoài biển hồ luôn. Là bắt ở gần đây luôn nè. Đó, tiện ghê chưa? Xuống biển hồ quăng cái lưới vớt tép lên về nhà trộn gỏi. Đây là gọi là món gỏi tép. Còn đây, đây là đây là món bò. Đó, mà cái này là bò một nắng nướng chấm muối kiến. Đó, trời ơi, muối kiến. Các bạn có nghe chữ muối kiến là có thắc mắc là tại sao gọi là muối kiến không? Trời ơi, làm sao mà các bạn biết được? Thiệt ra nó rất là đơn giản. Đây là muối kiến, nhưng mà không phải là muối kiến thường mà là muối kiến vàng. Đó, mọi người thấy không? Có mấy con kiến nè, đó, 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 thấy chưa, thấy chưa? Ồ, trời ơi. Lần đầu tiên thấy cái món này á trời, không biết cái vị nó làm sao. Rồi, bây giờ ha. Đây, còn món này nữa. Đây, đây chính là món cá lăng nướng lá é. Mấy cậy qua ồn quá, sợ mọi người không nghe cho nên bây giờ phải giới thiệu lại. Đây, đây là món cá lăng nướng lá é. Đó, lá é hay muối é ta? What? Ủa em, lá é hay muối é? Muối é. Đây là món cá lăng nướng muối é. Cá lăng là một trong những loại cá mà Phạm Huy rất là yêu thích luôn. Không, rất là thích ăn á, chứ không phải là yêu thích nó lộn. À, còn món cuối cùng là món lẩu gà lá sâm. Thấy chưa, thấy chưa? Đó, gà lá sâm này á, tại sao mọi người thấy con gà nó màu đen đúng không? Tại vì nó đâu phải là gà thường, nó là gà ác. Đó, bây giờ còn chần chừ gì nữa, đói quá đói rồi, chúng ta sẽ ăn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn món gì trước ta? Thôi, ăn món gỏi tép trước đi. Đó, tép nè. Trời ơi. Gỏi nè, ăn nè. Gỏi á, đã nghe từ gỏi rồi là nãy nó có vị chua chua. Đầu tiên là cảm nhận vị chua chua, tại vì ở đây như là nó có giấm. Sau đó là đây nè, dầu giấm nó trộn chung với lại xà lách. Rất là ngon. Tép á thì rất là vừa ăn, chúng ta có thể để ăn riêng vậy hoặc là chúng ta trộn lên cũng được nữa. Trong mấy gỏi này thì ngoài có rau diếp cá nè, rau xà lách, rồi có
dưa leo với lại cà rốt bào bào nhỏ ra, xong người ta trộn vô, người ta nêm rất là vừa ăn. Còn đây đó, đây là cá lăng, cá lăng là chấm với lại đây vẫn là món nước chấm cũ, món nước chấm lá é đó, trộn lên trộn lên. Đây cá lăng là phải chấm với lại muối lá é đó. Trời ơi. Cái con cá lăng này á, nó béo á, cái thịt của nó béo, cắn vô cái béo mà cắn vừa mới trúng cái khúc mà có cái mỡ con cá lăng nữa nha. Trời ơi nó béo. Có bụng không? Quay phim rồi nè. Có bụng không? Có bụng thì ăn đợi một xíu thôi. Vừa ăn xong rồi ăn. Ngon quá, ngon quá, thật. Tính văn mà sợ rớt uổng. Mà đây đặc sản nha, không phải cá lăng này là chỗ nào cũng có đâu nha. Mà coi nè, chuẩn bị chấm em bỏ miệng nè. Nhìn gì, từ từ ăn. Trời ăn, mà tội nghiệp mấy bạn quay phim quá. Đứng xung quanh là cứ chẹp 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 hoài. Làm việc đi. Ngon quá, ngon quá. Trời ơi, cực công ra chưa. Cà rốt này á, thiệt. Muốn ăn cũng không nỡ ăn nữa. Tỉ cái bông đẹp quá. Qua cài mái tóc. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta ăn món bò một nắng chấm muối trứng vàng. Nhìn mấy con kiến tội quá. Nhưng mà thật sự tại biết sao, tại nó là đặc sản ở đây. Không ăn thì không có thể nào mà trải nghiệm, không có trải nghiệm thì không có giới thiệu cho mọi người được. Cho nên buộc lòng phải ăn. Lỡ rồi ăn luôn. Bò một nắng chấm vô muối kiến. Thấy không? Thấy mấy con kiến nó bám lên trên miếng bò luôn, thấy chưa? À đó, để kéo lên cái miệng làm gì? Rảnh mà, quẹo cái tay qua. Mọi người ơi, cái muối kiến, nó có tên là muối kiến. Mà tôi ăn tôi thấy nó mặn, nhưng mà thấy nó có một cái mùi. Cái mùi đó, cái mùi này chắc chắn là mùi kiến rồi. Nhưng mà bên cạnh đó là cái mùi kiến này nó hơi hăng hăng, mà nó lạ miệng lắm kìa. Cái vị này chưa bao giờ được trải nghiệm qua luôn á. Đây là lần đầu tiên. Khá là ngon rồi á. Trời ơi, muối kiến này tôi ghiền, bị ghiền luôn rồi, chết rồi, bị ghiền luôn rồi. Nãy giờ ăn không luôn à. Nhìn mấy con kiến tội quá. Ngon quá. Biết rồi. Cái muối kiến này bây giờ không những là mình chấm bò, mình chấm cá mình ăn cũng được nữa. Lại là cá lăng, trời ơi. Thiệt ngon nhưng mà ngon dữ vậy trời. Nó ăn xấu dữ rồi. Ngon quá. Ê, khoan nữa. Bây giờ á, rồi còn món lẩu này. Bé ơi, nhà hàng anh có dính gì không em? Phải không sao ạ? Em à, lên lẩu giùm anh luôn em. Để bên nào em, để bên đó hả? Trời ơi, em có biết là biết nào mà quán này nấu được ăn ngon như vậy không? Trời, vô hỏi giùm anh cái trời. Nấu ngon quá, ai chịu cho nổi. Tốn tiền chết luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Thầy đáp lại. Ủa em con gà này gà ác đúng không? Hàng cho nó đen dữ quá. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nước sôi lên, cái xong rồi mình bỏ món lẩu này vô nha. Đợi chút xíu nha. Trong lúc chờ đợi tôi ăn mấy món khác tiếp đây. Nước lẩu đã sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ đồ vô thôi. Trời ơi, khói lên quá trời khói luôn. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ gà, nó khó chín cho nên chúng ta sẽ bỏ gà vô trước. Đây. Bỏ nhẹ nhẹ thôi, theo mình phải chuyên nghiệp, chứ mình bỏ nhiều quá là nó sẽ văng lên. Nói chung là sau khi mà chúng ta bỏ gà rồi thì mấy cái này nó không làm gì, bỏ vô luôn.
Đây, đây là nấm này. Trời ơi, cái nấm này mà nó bự dễ sao bự. Còn đây là vui không? Đây là củ sâm á. Ừ, đây. Đó. Ê. Ừ, rồi xong mình bỏ luôn cái nấm kim châm này xuống luôn. Ăn nhiêu bỏ nhiêu. Và bỏ vô nhiều quá nó dai. Đó. Nhưng mà hồi nãy giới thiệu bị giới thiệu thiếu món. Đây là lẩu gà lá sâm mà không chịu giới thiệu lá sâm, lo giới thiệu quỷ gà ác không à. Đây nè, đây. Đây chính là lá sâm. Đó. Lá sâm này sao nó không bay mùi gì hết trơn ta. Nhưng mà chắc là bỏ vô trong lẩu nó sẽ bay mùi. Đó, bỏ vô thử nha. Cái con người mình nó quý tộc á, mình ăn cũng rải nó một cách quý tộc. I'm sexy and I know it. Trời ơi, rảnh mới biết sao mà tại đi ăn mà đi có thằng mình á, buồn cái xong rồi cái đầu nó hơi vậy đó, hiểu không? Rồi, trong khi mà chờ đợi, gọi là chờ đợi cái lẩu đó chính á, mình xin góp vui văn nghệ bài hát. Thôi giỡn á, khùng quá, hát gì, điên quá. Bảo vợ hát gì hát, ăn uống mà hát là nói chung là nó bị su đó không, mất công là mọi người ăn không ngon đó. Bây giờ ăn gì ta, gì cũng ăn cá lăng đi. À bún. Trời ơi, bún này á là bún này có gì đâu được, bún này là để ăn kèm với lẩu đó. Nhưng mà khuyên các bạn thì ăn bún bít thôi, tại vì mập, sợ mập đúng không? Đó rồi, xôi rồi nè, đó thấy chưa. Trời ơi, trời 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 trời, trời nóng cái gì trời. Thơm, thơm dữ lắm mọi người ạ. À. Đây, ở trong cái nồi lẩu này, cái nước này nó nấu rất là ngọt, là bởi vì nó có nấu giống như là nó hơi hướng là tiềm thuốc bắc á, cho nên nó có táo nè. Táo này là táo trong cái nồi lẩu, một loại táo này táo đen, một tên gì quên mất tiêu rồi. Táo tàu. Giả bộ thôi. Nhớ nhưng mà giả bộ kiểm tra kiến thức của mấy bạn quay phim, hiểu không? Chan miếng nước nè, trời ơi, coi nè cái nước nè, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Giữa một vùng đất Gia Lai lạnh lẽo, giữa một cái khí hậu se se lạnh như thế này, chỉ có ăn lẩu, chỉ có ăn lẩu hấp lẩu là ngon nhất thôi mọi người ạ. À. Ê. Ngon quá. Nó ngọt. Nó ngọt. Cái mùi ngọt ở đây là cái mùi ngọt từ cái nước nước nấu nè. Là có vị táo nè, là có gà nó cũng ra nước nó cũng ngọt nữa. Rồi cộng lên với lại củ sâm và lá sâm. Sâm nó ngọt rồi á không? Trời ơi, cái nước nó ngọt. Nó ngọt mà cái kiểu nó ngọt, nó ngọt thanh thanh chứ không phải là nó ngọt kiểu mà ngọt đường, hiểu không? Nó phải chè. Này lẩu cho nên nó ngọt cái kiểu mà ngọt của những cái tinh túy, những cái táo nó ra nè. Bây giờ mình ăn thử táo coi. Hồi đó giờ thường thường là ăn chè xong cái lượng hay có táo. Cái vị nó thì cũng giống như bình thường. Táo thì vị nó bình thường thôi chứ rồi làm sao nữa. Mà thì thích ăn táo dữ lắm. Thiệt. Thích lắm. Địa chỉ nhà là 40 Trần Đình Xu. Ai có mến mến thì tặng táo qua tới nhà lấy được luôn đó nha. Ồ, lá sâm nè. Không biết lá sâm nó có vị gì ha. Cái lá sâm á, khi mà chúng ta vớt lên á, chúng ta nhìn thì nó bình thường, nó không có nhớt. Nhưng mà khi chúng ta mà đưa trong miệng chúng ta ăn á, mình thấy nó có hơi nhớt nhớt một chút xíu. Nó vừa nhớt nhớt nhưng mà nó không có bị bấy. Nó dai dai. Nó dai dai, nó sực sực á. Tưởng nhìn khúc này không? Rồi chảy nước mắt luôn. Cái tội ham ăn. Sạch. Dừa bụng dễ sợ. Giờ ăn gì ta? Đây, giờ ăn gà nha. Đây, đây là một miếng gà. Gà ác. Bây giờ mình hiền quá, mình bị người ta ăn hiếp hoài. Bây giờ mình phải ăn gà ác vô. Để mặt mình nó ác lên. Đó, hiểu chưa? Đây. Ai muốn ăn ác lên để chống chọi với cuộc đời thì ăn gà ác. Gà ác là chấm với gì ta? À, chấm với lại muối é. Ồ, da dữ trời, trời ơi trời ơi.
Nóng. Trời ơi, gãi gãi vậy. Lưu ý nha, với những người mà có một bộ răng mà gọi là gốm sứ Minh Long hoặc là răng giả thì chúng ta đừng có nên ăn cái gà này nhiều quá, bởi vì nó dai lắm, nhiều khi giật là nó ra luôn nguyên hàm, hiểu chưa? Này đắng thiệt. Ngon quá, ngon quá. Này cái gì cũng ngon hết trơn, trời ơi trời. Có lẽ tới đây nữa đó thiệt á. Trời ơi, ăn một đồi lẩu thôi mà tốt cả mồ hôi luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi Phạm Hy, đã cùng Phạm Hy trải nghiệm những món ăn tuyệt vời tại vùng đất Gia Lai, thành phố Pleiku này. Nhớ đón xem chương trình Đi Đâu Đi Đâu để còn nhiều địa điểm, nhiều món ăn thú vị hấp dẫn khác nữa. Nhớ đón xem nghe chưa. Bye bye.